Em ơi, anh vẫn còn UAV chưa biết dùng. Dùng giống như cái lựu đạn bình thường thôi. Không dùng được, anh không bật được cái UAV luôn ấy. Ở đồ này, được ơi. Dùng vào hướng nào đấy? Có hướng này, có mũi tên luôn này, dùng kiểu gì đấy? Dùng bừa nhá anh em, dùng bừa nhá, thử nhá. Bừa nhá. Sau lưng kẹo được. Anh thấy rồi. Dùng luôn đây này. Chúng mày chết nhá. Ơ sao có cái trực thăng xịn bay trên đầu mình nữa? Chết rồi, mình đang đứng im. Ơ sao mình lại lái máy bay thế này? Bỏ mẹ tôi rồi. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Nam Á nhá. Ok, được rồi, chúng ta đã nhảy dù xuống khu vực bệnh viện rồi. Bây giờ thì đi loot đồ thôi. Ơ, chế độ shotgun à? Sao toàn shotgun vậy? Toàn là những cái gì đâu mà thì là à, đây mà em có một khẩu MGL. UAV. Cái gì đấy? Đây, nó quét được xung quanh mình có bao nhiêu phương tiện ô tô, thuyền này. Đây, bờ biển có 1, 2, 3, 4 cái thuyền này. Ô tô thì cả một má lung tung phèo này đấy. Radar phòng không à? À, xịn đấy. Cứ từ từ ấy, anh em cùng tôi khám phá nhá, tôi cũng chưa biết tí đâu. Rồi, tôi tắt mic rồi, đỡ phải nghe. Đây. Úi giời ơi, tôi sẽ dùng thử khẩu súng máy. Đây rồi anh em ơi, tôi đang là người cầm súng máy. À, thằng nào chơi? Thằng nào đây? Tao bắn hết luôn. Ui, xịn chưa? Anh em thấy không? Ui rồi, quả 6 đồng lắp luôn trên xe này. Bắt chất. Thế cái khẩu pháo ở trên đỉnh kia dùng kiểu gì nhỉ? Tôi thấy vẫn còn một khẩu pháo nữa ở trên đỉnh con xe này mà. Sao để dùng được? Ê. À, người lái thì dùng được phun lửa. Người lái thì dùng được súng phun lửa này. Xịn thế. Úi giời ơi, Nam phun lửa gaming. Xem xịn được đồng đội không? Không xịn được đồng đội anh em ạ. Anh em nhìn này, xe tôi đứng yên mà nếu dùng cái phụt lửa là hết xăng kìa. Xăng đang chừa mầm nữa kìa. À được rồi, tắt đi đã. Tốn xăng quá. Ôi, từ, tôi muốn đổi sang con này cái, hết xăng rồi. Úi giời, chất lời. Sao anh lại sấy xe em? Nó sấy xe tôi này, thằng đồng đội mất dạy. Thằng mất dạy, tôi xong rồi. Thế nó bắt tôi phải lái xe cho nó hoặc là đi cùng xe nó đấy. Ê đê. Nướng. Sao nó không bị gì? Ơ thế, bot, đi nướng bot anh em ơi. Săn bot channel. Nướng luôn. Hết cả xăng ạ. Thôi, không chơi nữa. Nướng này hơi bị ít máu quá. Đam của cái con phun lửa này hơi thấp. Ca xăng. Nó có thêm một cái viền sắt này. Cái này để làm gì nhỉ? Hôm trước tôi có đọc một cái bài gì đấy. Nhưng tôi quên mất cái công dụng của nó rồi. Đổ không đổ được. Nó phải có công dụng nữa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tôi đi tìm công dụng của nó. Ơ thằng kia tránh ra. À, thằng khốn nạn. Ui cái bộ. Cái gì đây? Ui súng máy. Gì anh em ơi? Súng gì có cả laser ở đầu này. Ngầu thế nhở? Ui đây có người để test này. Không sao cả. Bắn con bot mà cũng trượt được sang chấn tâm lý mà luôn. Tại con bot đấy chạy lắt léo quá, không phải là do tôi bắn trượt. Ok. Cái trong ba lô là UAV cái đã. UAV này. Bây giờ dùng UAV này, tí nữa tôi sẽ dùng thử UAV nhá. Cái bộ này. Bộ con nhân vật tôi đang mặc cái này. Thì nhờ là giáp level 4 thật. Thôi xong rồi. Ôi. Đang phải mê khám phá cái kia. Cái trên kia giống người thế. Chú mày đùa. Thôi bỏ mẹ rồi, chúng nó biết rồi đây rồi. Chúng mày đùa, chơi luôn. Là riêng chế độ hỏa lực anh không ngán ai bao giờ nhá. Thế nhá,
thế nhá. Chào ông các bạn này. Này đi ô tô này, nó chờ hết. Ui nó bắn tôi kìa. Ui sao chúng nó không chết nhờ. Chạy bò này, viên này không trúng hơi phí. Ô nó vẫn không bị làm sao cả. Đúng là súng Trung Quốc rồi. 2000 years later. Ở đây có một thằng này. Mày. Có thằng nữa. Ô. Vẫn dùng được, vẫn dùng được. Mày quá. Được, hợp lý. Vào bò nhá. Bò hơi xa. Khoảng gần một cây. Vào được. Chỉ cần không có ai trên đường đi là được. Hai lần kia cover mình tí là vào ok. Ô, có thằng bắn tôi. Ô, tút. Ô, thằng nào đấy? Thằng nào nó định vị tôi đấy? À ôi. Ở đây cần nữa. Thì cái thằng đồng đội tôi. Thằng mắt say. Thằng lừa đảo. Chơi khu nhà sao ấy. Ở đây này. Bầy này. Ông kia chết luôn rồi. Ô, một thằng. Đùa với chúng. Ôi hết đạn rồi. Cứu này. Cứu cái gì mà cứu. Trời ơi, bò với chúng tôi này. Bò. Sao mất hình rồi. Một đứa. Còn một thằng bộ đồ cỏ trên này nữa. Đây rồi, còn thằng cuối này. Lại đốc tiếp. Chạy đâu bạn ơi. Chạy đi đâu cho tắt nắng. Ở đâu đấy các anh ơi. Các anh ở đâu bắn đấy. Ở đây này. Thôi xong rồi, ở ngoài bo thì chạy đi bạn ơi. Làm cái gì đấy. Còn 5 người, team mình còn 2. Ở đây. Sao chết vậy. Tôi đang là người đứng ngoài bo à. Lún thế nhờ mẹ. Hóa ra tôi là người đứng ngoài bo à. Tôi cứ tưởng thằng kia đứng ngoài bo cơ. Hơi lú anh à, thông cảm. Già quá, chơi game lú quá. A few minutes later. Sao hôm nay lại dừng đúng cái chỗ lúc đấy. Tôi vừa chết top 2 vậy. Ông này mày thần giao cách cả mà. Biết lúc đấy tôi top 2 tôi chết ở đây à. Trong ngôi nhà sát cái trực thăng hỏng ấy. Nó một em ơi, nó vào trong nhà rồi. Hảo, giật ngon. Sức cù lúng sáng. Trong thùng chảo thùng, thùng thì chảy thì bèn. Hảo sức cù lăng lùng chảo. Si sư, sư ma ta cư. Y cư. Ơ, có cái máy quét ở trên nóc con nhà thờ nhở. Anh vừa thấy có cái gì quét trên nóc nhà thờ. Đấy là tiếng Trung của đấy. Ơ, anh thấy có cái gì quét mà. Ở đâu? Đây anh thấy mà đấy. Tôi thấy nó quét mà. Chết tôi hack các ông à. Tôi nhìn thấy xuyên tường rồi. Chết tôi lộ hack rồi. Ê có thằng bắn anh ơi. Nó là người. Nó bắn đầu quá em ơi. À có nguyên team luôn. Nguyên team. Ui. Có một thằng cuối đâu, Hay quá em ơi, hay quá Huy ơi, 10 điểm em ơi. 10 điểm, cánh tim đây rồi. Ô, cái khu gì kia. Ây da. Úi dồi ôi, trực thăng đâu. Chưa, 3 phút nữa nó sẽ mở ra. Ở chỗ dưới này nó mở ra là có trực thăng à. Ây da. Úi dồi ôi, được. Dưới này có trực thăng anh em ạ, tí nó sẽ mở ra. Tí chân đây, tí chân sau lưng này. Ờ đúng, có. Ngoài. Ui em ơi, người. Nó bắn anh đau quá. May mà anh kịp quay ra anh bắn luôn hai viên mồm đấy. Thế nó chết luôn. Em thấy kia không? Lại anh ơi. Ồ, đâu. Chiến phong yếu nguy hiểm. Chiến phong yếu nguy hiểm. Ờ đúng là nó đấy. Ở đâu nhỉ? Ờ đúng rồi, nó có đụng đội. Anh đã móc nó đây em ơi. Mày láo. Mày phải chết. Ai anh ơi.
bò từ từ, anh cứu từng ông một. Anh ơi, có trực thăng đấy, trực thăng trên đầu mình luôn em ơi, trên đầu mình nó đậu lên trên đầu mình, nó đái lên đầu mình em ơi. Nó chuẩn bị mở rồi, nó chuẩn bị mở máy bay ra rồi. Máy bay xin có hai cái hòm, em ơi từ từ lút hai cái hòm đã. Ôi 18 giây nữa. Ai chà chà. Xịn thế. Hãy hỏi mấy bây xem hỏi có cái gì này. Ôi lại có một cái bộ giáp này, có Groza này. Trời nói em ơi. Đâu rồi, thằng nào dám chơi em. Tí nữa nha, anh đi móc nha. Anh móc phải này. Hay quá em ơi. Ờ, có một cái bất kỳ thế, có hai thằng thôi. Em ơi, anh vẫn còn UAV chưa biết dùng. Dùng giống như cái lựu đạn bình thường thôi. Không anh dùng được, cái... anh không bật được cái UAV luôn ấy. Ờ, đồ này, được ơi. Dùng vào hướng nào đấy? Có hướng này, có mũi tên luôn này, dùng kiểu gì đấy? Dùng bừa nhá anh em, dùng bừa nhá, thử nhá. Bừa nhá. Sau lưng kẹt thôi, được. Ở đây, anh thấy rồi. Dùng luôn đây này, chúng mày chết nhá. Ơ, sao có cái trực thăng xịn bay trên đầu mình nữa? Mày chết rồi, mình đang đứng im. Ơ, sao mình lại lái máy bay thế này, bỏ mẹ tôi rồi. Em ơi, anh đang ở trên con UAV. Anh đang bắn đây. Anh bắn hết đạn rồi, nhưng chúng đuổi nó được một viên. Ơ, hết đạn rồi, phải làm sao? 9 giây nữa mới có đạn nữa. Từ từ, thoát. Đi vào nhà đã. Nguy hiểm quá. Đứng giữa đường dùng UAV luôn anh em ạ. À. Lú vãi. Chưa biết dùng. May còn chết. Bọn nó móc mình em ơi. Quá gà không được rồi. Em vứt cái nét ra đây. Đúng đấy, chỗ đấy đấy, chỗ đấy. Anh ơi, sao anh đi cầm một mình? Anh chơi cả đôi luôn em ạ. Được không? Đấy anh em mình xong kiếm ở Big chơi hết. Ơ ngộ không ơi, yếu máu kìa. Ôi trực thăng xịn của tôi. Chưa kịp làm gì, chúng ta đã để chúng ta bắn nổ luôn rồi. Lái tạm, ok. Chơi tạm vậy cũng được, không sao. Chơi tạm. Ơ còn cái trực thăng bình thường kìa, phá luôn em ơi. Phá cái trực thăng bình thường kia đi. Có 6 nòng mà, dùng được 6 nòng mà. Cái con lũ không phải 6 nòng. Có thế à? Ơ đây em đang bắn đây. Hình thế mà không phải thế à? Cú lửa. Ở bên hông, em đang ở dưới đít máy bay này. Anh sử dụng cái dưới đít này. Ở đít có hả? Ở đầu chứ, ở đầu máy bay mà sao nó còn là đít? Ủa? Mẹ ông đầu máy bay mà ông bảo đít máy bay được. Tên tự tìm đến mai cũng chả thấy. Máy bay kìa. Chơi đó anh em ơi. Máy bay ghẻ. Ơ máy bay xịn nào. Máy bay xịn đấy. Chơi được không? Nhắm chơi không? Ui mẹ nó bắn trúng luôn kìa. Thôi. Bắn kinh thế. Bắn nữa là chết đấy. Máy bay xuống. Ôi nó bắn mẹ vào bố mày luôn. À ui. Tôi nhảy xuống bị cái gì nó đập cho cái yếu máu luôn. Trong nhà. Chết rồi. Kìa, cái xe kìa, mấy hướng 100 có người kìa. 100. Ui đây rồi, tôi đây rồi. Tôi xuống tôi lại chết luôn, đúng là khóc thét. Vào trong nhà có đổ 55 giây bò đến nhá. Ui, cái gì đây? Mẹ tôi luyện siếc à? Làm một vòng trên không kìa. Bắt cua. Sau quả chết của tôi nghèo. Tôi nghèo nhất hay mặt trời luôn rồi. Còn cái DPS làm sao sóc được người. Tôi lấy AK. AK là của Pidam. Thằng nào chơi anh em ơi? Anh không biết luôn. Hướng 275 thì phải. 275, đúng rồi, đấy. Chạy ra. À mày chạy à? Mày chạy này đầu luôn em ơi. Nốc rồi. Ơ sao anh cũng phải chạy này, bo đến thôi.
bò. Đau quá. Ừ, không sao. Ra được một rồi. Nằm đi. Nằm ở đâu? Nằm yên ma đi. Check hết góc trái đi em ơi, mình ở trên đồi cao. Mình vào bò trước lấy lợi thế. Lúc nãy có tiếng bắn tựa lửa nhá, tiếng bắn từ bốn phía rồi đấy. Hay quá. Ô thắng rồi. Hay quá. Tuyệt vời. Gì. Rồi, hay quá. Một đoạn cuối anh em gánh này loi mồm. Không có cái đồ gì để chơi. Được, chụp bài. Ba anh em Việt Nam nâng cúp bên Trung Quốc. Một ông số 3 Trung Quốc đứng le ve bên cạnh. Ừ được. Gì.